Xin chào các bạn, hiện tại là 5 giờ 30 sáng, biết mình đang đi đâu đây không? Đó là chuẩn bị đi một nơi rất đẹp, đố ai biết là ở đâu, xem hết video này để có kết quả nhỉ. Sau một hồi đi thì cũng tới thị trấn, wow, hoa này rất là đẹp luôn. Bây giờ thì sẽ giấy xăng nha, nên mà không che, sao tới nơi được đúng không mấy bạn? Sáng đi sớm chưa ăn gì đấy quá, sẽ ghé vào quán để ăn nha. Phải một tô bún riêu. Trông thật là ngon quá đi à, có ai muốn ăn không? Thưởng thức thôi, ăn một miếng xem nào. Thật ra nó ngon làm sao á, chua chua ngọt ngọt, rất là hợp khẩu vị của mình, thích ghê á. Tiếp theo là sẽ ăn riêu cua, đúng là nhất cái nách. Ngon quá đi, rất là thích ăn, có ai giống mình không nhỉ? Ăn đã no nè, giờ thì uống một ngụm nước cho nó đã trong người. Bắt đầu lên đường thôi, à bà quên, phải mua nước uống đã, sợ cái đó người ta không có bán nước á. Mấy bạn thấy con đường này sao, dễ đi không? Trông thật là hùng vĩ, mênh mông, bất ngát. Sau hơn một tiếng chạy xe từ thị trấn thì cuối cùng cũng tới nơi. Đố ai biết ở đâu đây nhỉ? Một số bạn ở qua mình chắc là biết rồi, còn mấy bạn ở xa chắc là không biết đâu. Xin bật mí, đó là La Vuông Xanh, người ta hay gọi là gì ta? Cao nguyên La Vuông đó. Trời ơi, cảnh ở đây thật sự rất đẹp, mê lắm luôn đi. Cảnh quan núi rừng hùng vĩ. Hồi nãy ở dưới thị trấn á, cũng hơi nóng nóng, lên đây cực kỳ mát luôn. Đi đang cầm cái gì đây không? Vé xe đó, sợ mất á. Đâu ai biết đây là quả gì? Người ta gọi là quả mâm xôi á, đúng không mấy bạn? Nó có màu đỏ, màu ở đây rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ hãy ăn nha. Trông thì giống như trứng gà, rất đẹp. Mùi vị của nó thì chua chua, ngọt ngọt, cũng rất là ngon nha. Lâu lâu ăn một lần thì tiếp theo thì sẽ hái trái sim. Thật là đã quá đi, lên đây cái gì cũng có hết á. Có ai đã từng ăn loại trái này chưa? Thấy không, mình kiếm rất là nhiều, đã thật múc rụt bà. Ăn một trái sim có vị gì nhỉ? Rất là ngọt, ngon hơn trái bông xôi hồi nãy á. Nhưng mà có một điều, ăn vào á nó hay dính vô miệng, xấu quá. Ở đây còn có cây thông nữa bạn ơi, thích quá đi, đẹp thật á, như Đà Lạt vậy. Bây giờ cảm thấy hơi lành lạnh rồi nè, hình như là ông trời sắp mưa hay sao á. Hồi nãy thấy vài giọt rơi. Bây giờ thì sẽ qua bên kia nha. Dù là đi đâu hay đi đó, ăn đám cưới, đi chơi, bản thân mình cảm thấy rất là tự tin khi mà thả tóc. Nó là bởi vì sao không? Tại vì tóc của mình á lúc nào cũng xuân mượt nè, nó không bị rối á. Trời ơi, cứ như vậy mà tung ba giữa đám đông thì ngại quá đi. Nhưng mà rất là muốn khoe, mình có một mái tóc dài xuân mượt chắc khỏe, tất cả là đều có bí quyết hết đó. Giờ chưa nói đâu, xíu nữa mới nói. Trời ơi, mấy bạn nhìn con ngựa này dễ thương không? Quá là đẹp. Nhìn người ta cười mà cũng muốn cười, nhưng thật sự bên trong thì rất là sợ nha. Cái cảnh này nhìn giống ở đâu đấy nhỉ? À, giống Đà Lạt quá, đẹp ghê á. Dù là đi chơi ở bên ngoài như thế này, nhưng mà tóc của mình vẫn không bị bớt nha. Mấy bạn biết vì sao không? Tất cả là nhờ vào trái dây gửi của nhà Lab on Hair này nè. Với chất xuất từ thiên nhiên, nhân sâm, gừng, thảo mộc. Cái mùi gừng và nhân sâm tạo ra rất thơm và thư giãn cực kỳ luôn á. Có một màu vàng nhạt và có cả những lát gừng li ti nữa, thơm lắm. Một tuần mấy bạn có thể gửi 2-3 lần là được rồi. Giúp sự phát triển, cải thiện của nâng tóc, hỗ trợ mọc tóc, giảm rụng tóc nè, cải thiện tình trạng dầu thừa da đầu, nuôi dưỡng tóc luôn xuân mượt và chắc khỏe. Trời ơi, gội xong tóc mềm mượt và thơm lắm luôn. Cái mùi hương này cực kỳ dễ chịu. Hiện tại là 5 giờ chiều, nhận được món quà tụi bạn đã gửi tặng. Không biết bên trong là gì nhỉ? Hãy cùng mở ra xem nhỉ. Wow, thật là nhiều quần áo, đẹp quá đi. Cảm ơn tấm lòng của bạn rất nhiều. Tiếp theo là gì đây ta? Một cái hộp bọn đen, nhìn rất là đẹp. Mấy bạn có biết đây là gì không? Đó là sáp thơm dùng để lên phòng đó. Bạn kia nói cho mình mới biết á, chứ không nói thì chắc mình cũng không biết đâu. Trời ơi, được gọi là trong hộp rất là cẩn thận. Cái này là có thêm bông hoa nữa, hoa hồng thật luôn nha. Đây thì chắc là cái đèn để cắm á, với lại một thư hâm, cái gì ta, thiệp. Tiếp theo là xin mở phần quà của bạn cho nữa nhé. Không biết bên trong là gì ta. Đã thiệt, thật là nhiều quần áo. Cảm ơn tấm lòng của bạn rất nhiều, mình thật sự rất thích. Tiếp theo nữa là sẽ mở phần quà này, trong có bao rất là to luôn. Wow, bên trong cũng là quần áo nữa nè, đã quá đi, nhiều ghê á. Cảm ơn tấm lòng của bạn. Tiếp tục là sẽ mở phần quà đây. Bên trong thì có quần áo với lại kẹp tóc, mì cay, rồi khẩu trang, đã quá đi. À, có thêm giày với lại dép nữa mấy bạn ơi, đã thật, cảm ơn bạn nhiều nha. Bây giờ thì sẽ chia cho bà con trong làng nhé, ai cũng thích hết á. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.